Chào mừng các bạn đến với kênh tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn là hai cái sinh chữa các bạn. Đây, con cái sinh chữa đầu tiên. Chân móng hoàn thiện nè. Đó, lưng khăn băng, rũng yếm đồ nghiêm chỉnh. Sẽ tới đúng hết các bạn. Con này cao 1m3 bò. Ông chữa lứa thứ 3 các bạn. Ông chữa lứa thứ 3. Chữa 4 tháng. Đây, chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Lòng đuôi một chùm luôn. Rũng yếm đồ nghiêm chỉnh. Đó, chữa 4 tháng các bạn. À, bao chữa bao khám bao lòi các bạn à, nhưng mà để bò nào thì mình hưởng bò đó nha các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện hết, xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn à, giá 26 triệu các bạn, giá 26 triệu. Bốn vú đều nè, chân móng sò hoàn thiện nè, đó chân móng sò hoàn thiện nè, yếm nè, yếm dày à, vàng rúng nè, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Con này đòn cực kỳ dài luôn các bạn, con này cao 1m3 bò. À, chữa 4 tháng các bạn. Ông chữa lứa thứ 3 giá 26 triệu các bạn. Giá 26 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Qua thì đen khui. À, qua thì đen khui. Rúng yếm thì nghiêm chỉnh. Qua thì đen khui, rúng yếm thì nghiêm chỉnh. Đòn dài, chân móng thì hoàn thiện. Đó, chân móng thì hoàn thiện. Con tiếp theo, con này chân móng hoàn thiện hết các bạn. Con này chữa ngoài 7 tháng các bạn. Chữa ngoài 7 tháng, ôm chữa lứa thứ 3 luôn các bạn. Đỏ ao, không lan giá à, rũng yếm đồ nghiêm chỉnh các bạn à, con này giá 28 triệu các bạn, giá 28 triệu à, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Trực tiếp số điện thoại của chú bò, mình comment dưới màn hình video các bạn. Rũng nè, yếm dày nè, lông đuôi một chùm nè, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Con này cao 1m27 bò. 1m27 bò. Ôm chữa lứa thứ 3, 7 tháng. Ngoài 7 tháng các bạn, ôm chữa lứa 3 ngoài 7 tháng. Giá là 28 triệu các bạn, giá là 28 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình các bạn. Xe lưng, xe mặt đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Xe lưng, xe mặt đồ nghiêm chỉnh hết. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh bốn vú đều nè. À, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh bốn vú đều nè, chân móng là móng sò hoàn thiện nè các bạn. Đó, móng sò hoàn thiện hết các bạn. À, giá là 28 triệu các bạn, giá 28 triệu, dọm bầu luôn các bạn không? Chữa ngoài 7 tháng dọm bầu luôn các bạn. Cao 1m27 bò. À, chữa ngoài 7 tháng, bao chữa bao khám bao lòi luôn các bạn, để anh em mua cứ yên tâm nha. À, giá là 28 triệu các bạn, giá là 28 triệu. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Con này đỏ ao các bạn ơi, xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá 28 triệu các bạn, chữa ngoài 7 tháng các bạn. Giá 28 triệu chữa ngoài 7 tháng. Đó, còn đây là cặp được man tay nhỏ các bạn. Đây được man tay nhỏ. Rúng yếm đồ được man tay nhỏ, yếm dầu đồ nghiêm chỉnh các bạn. Yếm dầu đồ nghiêm chỉnh, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. À, chân móng đi hoàn thiện hết. Sái tích thì nghiêm chỉnh các bạn, sái tích thì nghiêm chỉnh nha. À, con này cao hiếu đủ 1m15 bò nè các bạn. Chân móng đi hoàn thiện hết. Sái tích thì nghiêm chỉnh, chân móng hoàn thiện hết các bạn. Cặp được man tay nhỏ này thì chủ báo giá là 25 triệu các bạn, 25 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò, mình comment dưới màn hình video các bạn. Con này sái tích đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Con này là sái tích đồ là nghiêm chỉnh hết, chân móng hoàn thiện hết, đều móng sò hết các bạn. Cao hiếu đủ 1m15 bò. Yếm dầu nghiêm chỉnh, sái tích đúng luôn các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện hết. Đó, móng sò nè các bạn không. Giá 25 triệu các bạn, giá 25 triệu. Cặp đực man nhỏ này giá 25 triệu các bạn. Man tay nhỏ. Đây con tiếp theo chẳng cặp luôn nha các bạn. Con này cao 1m15 bò nè, u bật nè. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết, chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Giá 25 triệu các bạn, giá 25 triệu. Đó, chân móng nè, hoàn thiện hết, con này cao 1m15 bò các bạn. Yếm dầu đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Chân móng đều hoàn thiện hết. Sái tích thì nghiêm chỉnh. Bật gu. Đó. Giá là 25 triệu các bạn, giá 25 triệu.
Đó, anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Cặp được mang tay nhỏ chủ báo giá là 25 triệu, hai con sái tích đều nghiêm chỉnh hết. Chân móng đều hoàn thiện hết các bạn, yếm dầu luôn nghiêm chỉnh hết. Con này bạc gu luôn này các bạn thấy không? Con này bạc gu luôn, cao mét 15 bò. Giá là 25 triệu cặp được mang tay nhỏ đó các bạn, 25 triệu. Đó. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại cặp được mang tay nhỏ chủ báo giá là 25 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.